Hôm nay Baby của tôi xin hướng dẫn các bạn cách lắp ráp ô tô điện trẻ em, các cấu kiện của xe, 4 bánh xe, 4 la răng, 2 gương và logo xe, kính chắn gió, vô lăng, ghế ngồi bọc da cao cấp, điều khiển xe và khung xe với 4 động cơ, trục xe, ắc quy, hệ thống bản mạch dây nguồn, ban đầu lắp trục sau và lắp 2 bánh sau, dùng chốt khóa và lóc đen cố định chiều ngang của 2 bánh. Sau đó vít hai ốc có định ghế với thân xe.